Rồi, hello xin chào mọi người nhé. Nên mình tiếp tục bảo dưỡng một mẫu FJ 579 cho nhà chị Phúc ở Vĩnh Yên. Đây là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái quy trình mà bên mình bảo dưỡng một chiếc ghế cho khách hàng sẽ có những cái bước như thế nào. Đây là bước đầu tiên là mình sẽ phải tháo cái nắp lưng ra và mình tra dầu mỡ vào cái động cơ như thế này. Đây, ở trước này nó sẽ có những cái khớp. Trong những cái lỗ này, cái trục này nó sẽ có các cái vòng bi nhá. Như đây mình đã vừa mình xịt dầu mỡ vào rồi. Đấy. Đây, bên này nó cũng có cái vòng bi này. Đấy. Cái này thì mình đã tra dầu mỡ rồi, nhưng bên đây mình hướng dẫn để cái quy trình mình hướng dẫn lại cho mọi người cùng biết thôi. Đây, ở đây cái trục nó cũng có cái vòng bi này. Đấy, những trục như này cũng phải có vòng bi thì mình phải tra mỡ vào. Đấy, cái khớp của cái khửu cái tay đấm này của mình cũng phải tra dầu mỡ cho nó trơn nhé. Đấy. Cái mỡ này rất là hay, khi mình bơm ra nó thành nước mà xong một thời mấy giây nó sẽ quánh lại thành mỡ, thế thì nó mới ăn sâu vào vòng bi được. Đấy, khi mà mình đây này, dưới này nó cũng có những cái trục vòng bi mình cũng phải tra hết nhá. Đấy. Sau khi mình đã tra mỡ rồi thì mình sẽ phải dùng cái mỡ này thì nó sẽ quệt vào những cái đường ray như này này. Đấy, đường ray của nó để cho nó tránh bị ăn mòn cái dây này, nên là cũng phải có mỡ hết. Đó, mọi người quét hai bên. Đấy, cứ chiếc quét hết mỡ vào trong những đường dây này. Cái này mình đã tra hết rồi, nhưng mà bên đây mình sẽ quay lại để hướng dẫn lại một lần nữa thôi. Rồi sau khi mình đã thao tác hết xong rồi thì mình sẽ tiến hành dùng cái lọ này để bảo dưỡng tổng thể da ghế. Đấy, những vùng nào có da thì mình sẽ dùng cái lọ kia, mình sẽ lau chùi hết. Rồi. Đấy là cái quy trình mà bảo dưỡng ghế bên mình nó tiến hành như vậy. Thôi, mình đã hướng dẫn chi tiết rồi. Thôi, mình xin phép kết thúc video ở đây để mình làm những cái công đoạn tiếp theo nha. Chào mọi người nha.